Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái chấm lương nha bạn. Chấm lương mình đặt hồi hôm qua. Sáng mấy anh em đi thăm có gì không? Có lương về tới làm lẩu nha. Cái xài này trái quá trái hư hết trơn ta. Trái bành bành không trên đâu. Sáng nào cũng lạnh. Kìa. Bự. Chút chậu. Cái đầu tiên chút rớt. Đĩa thấy ngon quá không có hả? Sốc sốc rồi hả? Ừ. Nhảy lung tung beng rồi, hai ba con rồi. Hai ba con luôn. Ừ. Ôi cũng bự kìa. Ừ. Ê, cũng bự chứ bọn. Nó lẩu được rồi. Được rồi. Ừ. Đó. Nhu 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 cái đầu. Đây con nhỏ. Đây con nhỏ hả? Không được. Không được rộn như ngon trong đìa. Thấy trong đìa này kiếm lương già mà không có nha. Lương già khôn. Gắn bằng cái lương già. Ở đây rồi đó mình bắt mấy con lương già rồi. Vô cái chấm hai con đó. Hai con 600 gram, con 300 gram đó. Lỏng le à hả? Yeah. Mấy cây xài này trái quá trái. Trái hư hết rồi. À? Trái này chưa hết rồi bị sâu ăn đít rồi. Trái không phải tốt đúng chưa? Sâu hết. Nhóc. Dưới dòng đề này 3-4 cây luôn, nãy giờ chưa có gì đặt giết hết rồi. Như vụ luôn. Cái giọng ngoài này. Trong đề hết rồi, trong đề hết luôn rồi. Hết luôn. Hết luôn. Chạy. Nhỏ. Thôi, có đỡ hơn không? Nhỏ đỡ hơn không có. Rồi bên đó quá trời cù nèo ha. Cù nèo đó về không ta? À, gô ngổ chứ. Gô ngổ chứ, âm cù nèo sao? Muốn ăn gì ông nấy. Nó nhào kìa. Thôi nói gì chơi làm lẩu đi. Trời lạnh này có lẩu ăn nóng nóng. Ăn mấy kia mau nguội lắm. Bây giờ con bự bự rồi, về làm cái lẩu rồi. Nước bơm vô lúc rồi đó ông ơi. Cả nước vô lúc rồi. Xả nước vô vậy. Lương, lương nhỏ ăn bổ thôi, lương lớn ăn ngon hả? Vẫn có lương là được. Có lương là ngon. Lớn nhỏ gì nữa. Rồi ra bông, trái trăng.
Nhỏ. Đi. Cục lúc cục à. Có nè rồi. Nhỏ. Hai con luôn. Còn hai hôm nay nữa thì về nhà mình sáu. Ráng kiếm cái lẩu này. Nó mới ngập luôn ha. Được rồi, đã có rồi, được rồi. Được ngon rồi. Đó, biết không thuộc. Hả? Dừa. Dừa. Hai con lẩu được. Hai con luôn. Đi vòng mình sáu ống nhà mình nữa hết rồi. Sáu ống bự lắm. Rồi. Mấy ống này bị bơm nước ra khô rang. Chạy luôn. Chạy không? Chạy. Chạy trước khi bơm nước à. Trước khi bơm nước rồi. Miếng này bơm khô hết rồi, chấm nằm trên hết rồi các bạn. Nhưng mà có cái là đặc mà. Sáng này người ta mới bơm nha các bạn. Nó chạy thì chạy thì tối rồi. Chạy không? Vậy cũng được rồi. Chơi không? Chơi cái dán kia đó. Con nào nó còn ra nè. Cái giếng này cái bắt sạch sẽ hả? Nè. Nặng luôn à, cái giếng bự luôn á. Dở cái giếng có cá mồi. Mới đặt. Có cái này vô chưa? Không. Mấy con mới đặt mấy hàng có cá hả ta? Hàng nước đục ngầu cá hàng chắc lội. Rồi mấy cái ống trên khô ba ống có hết trơn ta. Mấy ống châm đìa luôn. Rồi. Quất hả? Ống châm đìa sẽ thả nhiều lắm rồi, nó chưa hết dần đó. Ống châm đìa này chắc quất à.
đúng không? Đó. Đủ lẩu à. Kiếm lẩu được. Rồi. Cái này chạy tới không chuyện luôn kìa. Anh em mới gom trúng về nha các bạn. Giờ mình đổ luôn ra. Mấy cây sao này chạy mấy nguyên lớn đỡ nè. Mấy cây ở trên khô này. Kiếm được cái lẩu được. Kiếm cái lẩu được hả? Chỗ bơm khô gan, chỗ đằng nước nhấp lúc lẩu ăn được. Thấy hai con lắm mà. Hai con. Không trông trọng không á, đang la nhỏ. Chê ha, không bằng luôn chung chung bìa ha. Nhưng nhỏ thì nó nhỏ. Cái đó là ngon rồi chứ. Này đòi hỏi gì nữa. Bự. Con con nó chậm nha. Cũng có ăn hết đâu. Giờ mấy con lớn lớn ăn thôi. Lớn ăn cho nó bổ ha. Nhỏ ăn ngon thôi để lại đi. Nhỏ ăn hơi cỏ hả? Nhỏ ăn hơi cỏ. Lớn ăn bổ nhỏ ăn bự luôn. Quên nhỏ à. Ăn con không có bự cái nhỏ chiên xù luôn à. Từ chiên luôn. Lớn là nấu lẩu còn nhỏ là chiên giòn. Giòn. Có một cái này mới có cái công chuyện nè. Ô, như đủ nồi lẩu rồi. Cái này nè, cái này dính mấy nhiêu nè. Mấy nhiêu đó. Lấy sơ cái đổ thì để đi mấy con thôi. Cái này mới tới. Cái này muốn hộp cái chuyện luôn. 2 3 4 con. 4. Còn hết. 4 con hết. 4 con rồi. Đừng có nhiều dữ. 4 con bự bự không biết không? Thấy nồi vô tới 4 con à. Bự. Thấy nặng chịch nặng đâu cái đống luôn đó rồi. Cây đó không là 4 con nha mày. Tới luôn. Nói chung là cũng gần ký nha mày. Được, kiếm ăn được. Vô mấy cái đầu thấy quất tưởng đâu đi bụi luôn nha. Lỡ mấy con lớn ra. Anh em nấu cái lẩu nha mày. Trời lạnh lạnh thì chỉ có ăn lẩu thôi. Lạnh ăn lẩu thôi. Đây mấy anh em lựa mấy con lươn lớn ra làm nha mày. Lươn lớn mình làm cắt khúc rồi hết rồi nè. Giờ đang nấu cái nồi nước lẩu. Nước lẩu chứ mấy con muốn trụng làm xương xương vài ly được buổi chiều cho nó ấm ấm à. Rồi xong cái lẩu lươn nha bạn. Cái nồi nước lẩu nè à, đây là lươn. Em làm ít mấy con lươn lớn à, còn lươn nhỏ nữa mà. Nhỏ đó, chiên giòn là được. Còn này ở lẩu, mấy con lớn rồi mà. Này dĩa rau. Trời lạnh lạnh này làm cái lẩu với vài ly rượu đế là vừa ha. Năm lòng chiến sĩ. Nên thành quả hôm nay của mấy anh em á, đặt chấm. Tưởng đâu mấy cái ống mà trên cạn mà thấy đi bụi cho ai rồi cũng dính dữ rồi. Dính là hôm rồi sáng người ta mới bơm. Sáng mới bơm. Sáng rồi bơm. Kêu bơm chuyện qua luôn thì xong luôn. Đói luôn.
vậy cũng ok rồi, có được cái lẩu để mấy anh em thưởng thức buổi chiều trời lạnh lạnh này ha. Này Lương là thèm thèm đi đặt cái măng rồi được ha. Rồi, đưa Lương vô được rồi. Sao vậy à? Hết vô luôn đi. Chợ như làm gì anh? Thôi chính ra tắt bếp. Quá đầy chả luôn. Đầy luôn. Đường rồi đồ gỏi nữa. Sôi lên cái cái đầu ha lùm sao. Xin mời cô chú anh chị các bạn nha. Con cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay thành quả của mấy anh em đi đặt chấm lương về được cũng gần ký lương các bạn. Lựa ít lương lớn ra làm cái lẩu nè. Hôm về hai ngày nay bị cảm các bạn. Cảm ho rồi đau họng nữa. Dội dội cái này chắc làm ly hai ly nóng nóng thôi chứ không dám uống nhiều rồi. Nãy lỡ ngồi hai lò lẩu biết lâu rồi chưa hết. Cũng lẩu mấy lẩu ăn đồ ăn mặn nhiều nó gắt kìa. Dạ này chắc phải làm ly nữa mới có dùng được. Nóng nóng cái nóng nóng trong người cái. Bỏ rau vô là ăn rau được rồi. Bên nào sôi bỏ rau bên sôi. Rượu vô nó nóng rồi. Rượu vô nóng cái nó gắt nó họng luôn. Rồi trời đang ấy cái tự nhiên không đột ngột không lạnh mấy ngày liên tiếp bởi vì dễ bị cảm quá. Thêm mấy bữa mấy anh em đi trải nghiệm ngoài sương đó rồi. Tối mấy mũi nó hoành hành ngủ không được sáng đang không bệnh luôn. Cái một cố gắng để cho mùi mùi cho quên mất tiếng mũi kêu à. Tới chừng mùi rồi thức khuya không lạnh. Rào chứ kìa. Đó, làm rau chứ được rồi. Cái kia cũng chín hết trơn, đậu bắp rồi đó. Bắp rồi. Các bạn ơi, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng món lẩu lương với ba anh em nha. Buổi chiều trời xe lạnh này cái lẩu lương vô là ấm là liền á. Vừa khó vừa ngút 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 ha. Xin mời cô chú anh chị các bạn đi nhé. Sôi rồi đó. Lâu lắm rồi mới ăn rau cần này lại nữa. Không cũng xin mời cô chú anh chị các bạn nha. Dùng lẩu lương với ba anh em. Cái rau cần này khoái ăn với gì biết không? Cá bò thú mà mình kho lạc á. Chấm cái trời tới luôn. Chấm ha. Ừ. Thơm mắm nữa nè. Nói tới thấy thèm. Mời kim cá bò thú ăn. Em đi biển em đặt nó là con cá ba đờn á. Ăn vô đờn dữ lắm. Ai có không ăn vô cái gì đâu. gãy thấy vậy với nó mà muối chiên rồi ăn hoài được hoài. Muối chiên chan nước đá lạnh là thầy luôn. Cái đầu bắp già già nãy thấy chắc ngọt lắm. Trời này chỉ có ăn lẩu mà mới thấy ấm thôi chứ. Ăn lẩu khô là xong. Món nướng nướng rồi thiếu. Món thầu cũng nướng rồi. Bỏ ra ăn cái chút thiếu là lạnh ngắt rồi. Rồi, vô cấp 2. Món nướng là phải để trên bếp luôn.
nóng cái đầu xử tới đó ha. Đầu tự đó. Giờ xin mời các bạn. Vô bạn ha. Vô. Ôi chín rồi đó. Chín rồi. Lưng chín rồi. Sôi rồi nãy giờ. Vừa tới nhai quyệu còn nấu cái khoai lang của mấy anh em đi trải nghiệm về còn để đóng rồi bạn ơi. Biết làm gì ăn bây giờ không, có cái gì mình chế mình làm ăn chứ để về ăn luộc hoài ăn sao nổi. Giờ em đặng thái nhỏ nhỏ rồi, thái miếng kìa, chiên chiên đường hả? Nó ăn không phải là chiên đường mà chiên chiên không á, ăn nóng á nè, hai đứa nhỏ lụm mới chiên. Biết làm gì không, làm luộc lên thấy nước cốt dừa ăn nghe. Như mà chuối chưng á, giống như chuối à, mình luộc ra mình luộc chuối chín á, luộc cái mình thái ra mà đừng có chín mùi. Với khoai lang này nè, luộc ra cái thái miếng vậy đó, chan nước cốt với bột bán á, ngon. Nhưng khoai lang nấu cà ri ăn cũng ngon nha. Mới ăn gà hôm qua chị bắt gà nấu cà ri đi. Gà nấu cà ri đúng bài luôn. Muốn gì mời làm thử đi. Có dừa khô nhóc chân gà. Bột bán á. Bột bán rẻ hả? Bột bán với nước cốt ra mình ấy lên. Thấy rồi. Chuối vừa chín tới luộc. Thái ra. Khoai lang thái ra. Là ăn thái gà cái là nhúng như bột hả? Chiên hả? Không. Chan vô ăn, chan nước cốt ăn. Gì? Là ăn sống vậy hả? Là ăn luộc chín á. À, luộc chín sao thái? Ừ. Sao không? Thái phần miếng miếng á. Nếu mà chọn tao bán không? Cái đó cái loại khoai lang dẻo á, quê. Ăn giặt á. Khoai lang đường nó dẻo á. Không, khoai lang mình thái rồi đừng có là lột rõ là thái được chưa. Đem khoai lang về mấy đứa nhỏ la quá la. Xíu cái cha này, xíu cái cha này hả? Bên nhà bên cửa vậy hả? Vợ chồng nhìn nhau có nửa mắt. Gà nghe bụng vô nghe bụng mà. Cứ làm chút xíu làm cái bụng à, lấy khoai lang đi đặt cặp chuột ngon à. Nhẹ quay mì hả? Ừ. Món mới à. Mới giờ đặt cặp chuột khoai lang đắt hàng luôn à. Bán luôn hả? Món ruột của chuột á chứ. Bảo ruột không? Nó ngọt ngọt á, ngọt khoai mì à, khoai lang ngọt khoai mì. Bái. Mới lấy cặp chuột đặt ngồi khoai lang các bạn. Nhớ đem nhiều nhiều không? Đặt cái nào mình ngồi ăn cũ. Đặt cái ngồi ăn cũ. Hà Lan thì nhóc, bao luôn. Này làm được quá à. Nhúng ly nữa đây. Được không? Mình xin mời các bạn nhé. Cái dùng dưới
Vậy dễ ốc rồi dài chứ đặt cọp chuột thì ngon. Không về heo đâu. Chứ nó xảy nhiều. Nó mới hả? Ừ. Vô bạn ơi. Giờ mới lì cái của Hồng nha. Vừa dội rồi. Rất. Dạ, dễ cảm hay. Đứa nhỏ nóng nóng tí xíu mà muốn chảy mũi luôn. Đứa nhỏ đang thịt lụi hoài. Đây, chắc Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn ly này. Tôi xin kết thúc video ở đây. Thì buổi đi thăm chấm lươn của mấy anh em về được gần ký lươn các bạn. Anh em làm cái lẩu buổi chiều làm xương xương vài ly nha các bạn. Anh em ngày mai chắc đi đặt gặp chuột. Gặp chuột có mồi khoai lang rồi đặt gặp chuột không đời quên ví dụ mồi khoai lang. Khoai lang. Khoai lang quá khứ rồi. Rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Thôi quá, hai thằng có uống uống nữa đi. Còn rồi à, khúc cả má đẩy hết luôn đi. Đây, chân hết rượu châm luôn, để châm hoài. Hai anh em làm đi. 3 ly, 4 ly nữa vậy. 4 ly này, 2 ly nữa là vừa rồi. Vừa kèo. Thôi, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các chú anh chị. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nay ăn lẩu lươn cho tới. Vô. Tới vô. Vô. Mời các bạn nhé. Vô.